trụ nơi thể xác vô thường. Người ơi, nơi miền tạm cánh cuộc đời ngắn thay, thể theo định luật xưa trường thủ đoạn gạt lường, xoay quanh danh lợi chẳng nhường một ai, đừng mê sắc dục tiền tài để ngày mai chịu đọa đày tâm thân nghiệp luôn mình luôn đối xử vị tha với người, xây cho có được cuộc đời nên toàn hạnh đức, vậy thời mới ngoan đạo là phương tiện dẫn đàn đức luôn. Dính đừng để chống kình một ai, dừng xây hạnh đức hôm nay. Từng giờ hạnh tu nhẫn nhục để chờ qua thi, tự tu tự tiên chớ trì, mình không tự bước ai đi cho mình tiến vào lãnh vực tâm linh. Qua
nhạc quê nhà dịu dịu thanh nhẹ đưa ta về nguồn Phật thầy vị kiên họ Lương rực ánh quang điển quang thanh nhẹ băng qua tình đời tâm linh dù chưa tuyệt vời nhưng hồn thanh nhẹ mở lời từ bi làm thơ tự khắc tự ghi giúp cho giảm bớt sân si lần lần thời gian đã tới lúc cần để cho nghệ sĩ góp phần dừng say lời thầy ý nhẹ
mà tâm chẳng siêu. Vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai. Cho nên nghệ sĩ trổ tài đem tài ca hát triển khai tâm hồn, tâm ai cảm thấy bồn chồn nghe qua giọng hát mở hồn. Thức tâm, thức tâm lo tránh lỗi lầm, lỗi lầm xóa bỏ. Đi lần về quê, thức tâm thì nhớ lời thề. Cùng người nghệ sĩ lo về mới ngoan. Đạo là phương tiện
tràng đức luôn hỗ trợ vượt an tu trình. Nhớ tu thì phải sửa mình dính đừng để chống kình một ai dừng xây hành đức hôm nay. Công phu tinh tấn ngày mai sẽ nhờ lập công bồi đức từng giờ hành tu nhẫn nhục để chờ qua thi tự tu tự tiên chớ trì mình không tự bước ai đi cho mình tiến vào lãnh vực tâm linh. Đạo mở kỳ ba thiên là ngưỡng cửa bước qua khổ trần. Nhớ là ta có xác thân gắn mài cùng vua mòn dần nghiệp tâm công phu luyện đạo chuyên cần tu tâm mới gần mẹ cha vì vô tiếng nhạc quê nhà diệu diệu Phật thầy vĩ kiên họ lương. Pháp truyền chánh đạo dẫn đường hồi hương ngàn ngàn muôn gian khổ đoạn trường trần gian đời đời sống cảnh bình an thiên đàng. Bây giờ đưa đạo vào đời để mà nhắc khuyến tu quý thương mới bảo mình ngu giúp mình thức tỉnh mây mù tiêu tan bỏ đi tánh ý ngang tàn lo tu lo tiếng tìm đàn đi thầy tựa sấm vang rền ơn thầy xây đắp dựng nền từ bi đêm ngày niệm Phật lo thi. Việc gì cũng qua càng thiên càng rực ánh quang điển quang.
tự khắc tự ghi, giúp cho giảm bớt sân si lần lần. Thời gian đã tới lúc cần để cho nghệ sĩ góp phần dừng say, lời thầy ý nhẹ hơn mây. Xuyên qua giọng hát ngất ngây tâm hồn, nhạc đờn dẹp xóa ác ôn, thanh thanh diệu diệu dục hồn mở tâm. Nghe đờn nghe hát tâm suy, tại sao nghệ sĩ lại đi vào thiền? Nghệ sĩ đâu phải người điên, nghệ sĩ kẻ hái ra tiền. Bạn ơi, nghệ sĩ lão luyện tình đời, bây giờ thức tỉnh nghe lời Phật tiên. Bây giờ đã biết tham thiền, cho nên góp sức giải phiền. Giúp vui là để rèn trui ở mà tâm chẳng siêu. Vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai. Cho nên nghệ sĩ đem tài ca hát triển khai tâm hồn, tâm ai cảm thấy bồn chồn nghe qua giọng.
sanh hoại diệt người ơi. Nơi miền tạm cánh cuộc đời ngắn thay, thể theo định luật xưa thủ đoạn gạt lường, xoay quanh danh lợi chẳng nhường một ai, đừng mê sắc dục tiền tài để ngày mai chịu đọa đày tâm thân, nghiệp luôn bám sát thà, mình luôn đối xử vị tha với người, xây cho có được cuộc đời nên toàn hạnh đức, vậy thời mới ngoan. Đạo là phương tiện dân đàn, đức luôn hỗ trợ vượt an tu trình, nhớ tu thì phải sửa mình, dính đừng để chống kình một ai, dừng xây hạnh đức hôm nay. Pháp
chàng đi lên, công thầy tựa sấm vang rền, ơn thầy xây đắp dựng nền từ bi, đêm ngày niệm Phật lo thi. Càng rực ánh quang điển quang thanh nhẹ băng qua tình đời, tâm linh dù chưa tuyệt vời nhưng hồn thanh nhẹ mở lời từ bi, làm thơ tự khắc tự ghi giúp cho giảm bớt sân si lần lần. Thời gian đã tới lúc cần để cho nghệ sĩ góp phần dừng xây, lời thầy ý nhẹ dẹp xóa ác ôn, thanh thanh dịu dịu dục hồn mở tâm, nghe đờn nghe hát tâm suy, tại sao nghệ sĩ lại đi vào thiền, nghệ sĩ đâu điên, nghệ sĩ kẻ hái ra tiền bạn ơi, nghệ sĩ lão luyện tình đời, bây giờ thức tỉnh nghe lời Phật tiên, bây giờ đã mà tâm chẳng siêu, vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai, cho nên nghệ sĩ nghe qua giọng hát
trụ nơi thể xác vô người ơi. Nơi miền tạm cánh cuộc đời ngắn thay, thể theo định luật xưa nay, xác tuy có trường thủ đoạn gạt lường, xoay quanh danh lợi chẳng nhường một ai, đừng mê sắc dục tiền tài để ngày mai chịu đọa đày tâm thân, nghiệp luôn mình luôn đối xử vị tha với người, xây cho có được cuộc đời nên toàn hạnh đức, vậy thời mới ngoan đạo là phương tiện dẫn đàn đức luôn. Dính đừng để chống kình một ai, dừng xây hạnh đức hôm nay.
đạo chuyên cần tu tâm. Thầy vì kiên họ lương pháp truyền chánh đạo dẫn đường hồi hướng ngàn ngàn muôn gian khổ đoạn trường. Rực ánh quang điển quang thanh nhẹ băng qua tình đời, tâm linh dù chưa tuyệt vời nhưng hồn thanh nhẹ mở lời từ bi làm thơ tự khắc tự ghi giúp cho giảm bớt sân si lần lần. Thời gian đã tới lúc cần để cho nghệ sĩ góp phần dừng say lời thầy ý nhẹ xóa ác ôn thanh thanh diệu diệu dục hồn mở tâm nghe đờn nghe hát tâm suy tại sao nghệ sĩ lại đi vào thiền. Nghệ sĩ đâu điên, nghệ sĩ kẻ hái ra tiền bạn ơi. Nghệ sĩ lão luyện tình đời bây giờ thức tỉnh nghe lời Phật tiên.
buồn vui đã nhiều, vui nhiều mà tâm chẳng siêu. Vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai. Cho nên nghệ sĩ trổ tài đem tài ca hát triển khai tâm hồn, tâm ai cảm thấy bồn chồn nghe qua giọng hát mở hồn. Thức tâm lo tránh lỗi lầm xóa bỏ. Đi lần về quê, thức tâm thì nhớ hạnh đức vậy thôi.
phương tiện dân đàn, đức luôn hỗ trợ dược an tu trình. Nhớ tu thì phải sửa mình, dính đừng để chống kình một ai. Dừng xây hành đức hôm nay, công phu tinh tấn ngày mai sẽ nhờ lập công bồi đức từng giờ. Hành tu nhẫn nhục để chờ qua thi, tự tu tự tiên chớ trì, mình không tự bước ai đi cho mình. Tiến vào lãnh vực tâm linh, đạo mở kỳ ba. Thiên là ngưỡng cửa bước qua khổ trần, nhớ là ta có xác thân gắn mài cùng vua mòn dần nghiệp tâm. Công phu luyện đạo chuyên cần, tu tâm mới gần mẹ cha. Vì vô tiếng nhạc quê nhà, diệu diệu Phật thầy vĩ kiên họ Lương. Pháp truyền chánh đạo dẫn đường hồi hương, ngàn ngàn muôn gian khổ đoạn trường. Trần gian đời đời sống cảnh bình an thiên đàng. Bây giờ đưa đạo vào đời để mà nhắc khuyến tu, quý thương mới bảo mình ngu, giúp mình thức tỉnh mây mù tiêu tan. Bỏ đi tánh ý ngang tàn, lo tu lo tiếng tìm đàn đi thầy tựa sấm vang rền. Ơn thầy xây đắp dựng nền từ bi, đêm ngày niệm Phật lo thi. Việc gì cũng qua, càng thiền càng rực ánh quang.
đời. Tâm linh dù chưa tuyệt vời, nhưng hồn thanh nhẹ mở lời từ bi, làm thơ tự khắc tự ghi, lần lần. Thời gian đã tới lúc cần để cho nghệ sĩ góp phần dừng xây, lời thầy ý nhẹ hơn mây. Đờn dẹp xóa ác ôn, thanh thanh dịu dịu dục hồn mở tâm, nghe đờn nghe hát tâm suy. Tại sao nghệ sĩ lại đi vào thiền, nghệ sĩ đâu người điên, nghệ sĩ kẻ hái ra tiền. Bạn ơi, nghệ sĩ lão luyện tình đời, bây giờ thức tỉnh nghe lời Phật tiên, bây giờ đã mà tâm chẳng siêu, vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai. Cho nên nghệ sĩ đừng để nghiệp dương lấy
sanh hoại diệt người ơi. Nơi miền tạm cánh cuộc đời ngắn thay, thể theo định luật xưa thủ đoạn gạt lường, xoay quanh danh lợi chẳng nhường một ai. Đừng mê sắc dục tiền tài, để ngày mai chịu đọa đày tâm thân. Nghiệp luôn bám sát thà, mình luôn đối xử vị tha với người, xây cho có được cuộc đời nên toàn hạnh đức, vậy thời mới ngoan. Đạo là phương tiện dân đàn, đức luôn hỗ trợ vượt an tu trình. Nhớ tu thì phải sửa mình, dính đừng để chống kình một ai. Dừng xây hạnh đức hôm nay, lập công bồi đức từng giờ. Hạnh tu nhẫn nhục để chờ qua thi, tự tu tự tiên chớ trì, mình không tự bước ai đi cho mình. Tiến vào lãnh vực tâm linh, tu sao trí sáng tâm minh vui hòa. Vô vi đạo mở kỳ ba, thầy vĩ kiên họ Lương. Pháp
đời sống cảnh bình an thiên đàng. Bây giờ đưa đạo vào đời để mà nhắc nhở, nhớ lời khuyên tu quý thương mới bảo mình ngu, giúp mình thức tỉnh mây mù tiêu tan, bỏ đi tánh ý ngang tàn, lo tu lo tiếng tìm đàn đi lên, công thầy tựa sấm vang rền, dựng nên từ bi đêm ngày niệm Phật lo thi. Đêm ngày thiền giác việc gì cũng qua, càng thiền càng rực ánh quá, điển quang thanh nhẹ băng qua tình đời, tâm linh dù chưa tuyệt vời nhưng hồn thanh nhẹ mở lời từ bi, làm thơ tự khắc tự ghi, sân si lần lần. Thời gian đã tới lúc cần để cho nghệ sĩ góp phần dừng say, lời thầy ý nhẹ hơn mây. Đờn dẹp xóa ác ôn, thanh thanh dịu dịu dục hồn mở tâm, nghe đờn nghe hát tâm suy, tại sao nghệ sĩ lại đi vào thiền, nghệ sĩ đâu người điên, nghệ sĩ kẻ hái ra tiền bạn ơi, nghệ sĩ lão luyện tình đời, bây giờ thức tỉnh nghe lời Phật tiên, bây giờ đã biết tham thiền, cho nên góp sức giải phiền, giúp vui là để rèn trui. Vì đời nghệ sĩ buồn nhiều mà tâm chẳng siêu, vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai, cho nên
về quê cha. Lập công bồi đức tử.
bài vì kiên họ lương. Pháp truyền chánh đạo dẫn đường hồi hướng, ngàn ngàn muôn gian khổ đoạn trường. Hãy subscribe.
điều mà tâm chẳng siêu. Vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai. Cho nên nghệ sĩ trổ tài đem tài ca hát triển khai tâm hồn, tâm ai cảm thấy bồn chồn nghe qua giọng hát mở hồn. Thức tâm, thức tâm lo tránh lỗi lầm, lỗi lầm xóa bỏ. Đi lần về quê, thức tâm thì nhớ lời thề. Cùng người nghệ sĩ lo về mới ngoan. Đạo là phương tiện
đàn đức luôn hỗ trợ dược an tu trình. Nhớ tu thì phải sửa mình dính đừng để chống ma kình một ai dừng xây hành đức hôm nay. Công phu tinh tấn ngày mai sẽ nhờ lập công bồi đức từng giờ hành tu nhẫn nhục để chờ qua thi tự tu tự tiên chớ trì mình không tự bước ai đi cho mình tiến vào lãnh vực tâm linh đạo mở kỳ ba. Thiên là ngưỡng cửa bước qua khổ trần, nhớ là ta có xác thân gắn mài cùng vua mòn dần nghiệp tâm. Công phu luyện đạo chuyên cần tu tâm mới gần mẹ cha. Vì vô tiếng nhạc quê nhà diệu diệu Phật thầy vĩ kiên họ Lương. Pháp truyền chánh đạo dẫn đường hồi hương ngàn ngàn muôn gian khổ đoạn trường. Trần gian đời đời sống cảnh bình an thiên đàng. Bây giờ đưa đạo vào đời để mà nhắc khuyến tu quý thương mới bảo mình ngu giúp mình thức tỉnh mây mù tiêu tan bỏ đi tánh ý ngang tàn lo tu lo tiếng tìm đàn đi thầy tựa sấm vang rền ơn thầy xây đắp dựng nền từ bi đêm ngày niệm Phật lo thi. Việc gì cũng qua càng thiên càng rực ánh quang điển
tuyệt vời, nhưng hồn thanh nhẹ mở lời từ bi, làm thơ tự khắc tự ghi, lần lần thời gian đã tới lúc cần để cho nghệ sĩ góp phần dừng say, lời thầy ý nhẹ hơn mây. Đờn dẹp xóa ác ôn, thanh thanh dịu dịu dục hồn mở tâm, nghe đờn nghe hát tâm suy, tại sao nghệ sĩ lại đi vào thiền, nghệ sĩ đâu người điên, nghệ sĩ kẻ hái ra tiền bạn ơi, nghệ sĩ lão luyện tình đời, bây giờ thức tỉnh nghe lời Phật tiên, bây giờ đã mà tâm chẳng siêu, vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai, cho nên nghệ sĩ đạo đức nhớ gìn.
anh tự mình tiếng tu vô thiền nhớ gắn công tu di diệu Phật pháp ngàn thu cứu đời trụ sanh hoại diệt người ơi. Đoạn gạt lường xoay quanh danh lợi chẳng nhường một ai, đừng mê sắc dục tiền tài để ngày mai chịu đọa đày tâm thân nghiệp luôn bám sát theo chân. Dương dương mà chân chân rất gần không xa, lấy tâm đạo sống thật thà, mình phương tiện dân đàn đức luôn hỗ trợ vượt an tu trình, nhớ tu thì phải sửa mình dính đừng để chống kình một ai, dừng xây hành đức quê nhà
bài vì kiên họ lương. Pháp truyền chánh đạo dẫn đường hồi hương, ngàn ngàn muôn gian khổ đoạn trường. Thanh thanh diệu diệu dục
mà tâm chẳng siêu. Vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai. Cho nên nghệ sĩ trổ tài đem tài ca hát triển khai tâm hồn, tâm ai cảm thấy bồn chồn nghe qua giọng hát mở hồn. Thức tâm, thức tâm lo tránh lỗi lầm, lỗi lầm xóa bỏ. Đi lần về quê, thức tâm thì nhớ lời thề. Cùng người nghệ sĩ lo về phương tiện.
tiếng dân đàn. Đức luôn hỗ trợ dược an tu trình, nhớ tu thì phải sửa mình, dính đừng để chống kình một ai. Dừng xây hành đức hôm nay, công phu tinh tấn ngày mai sẽ nhờ lập công bồi đức từng giờ. Hành tu nhẫn nhục để chờ qua thi, tự tu tự tiên chớ trì, mình không tự bước ai đi cho mình. Tiến vào lãnh vực tâm linh, đạo mở kỳ ba. Thiên là ngưỡng cửa bước qua khổ trần, nhớ là ta có xác thân gắn mài cùng vua mòn dần nghiệp tâm. Công phu luyện đạo chuyên cần, tu tâm mới gần mẹ cha. Vì vô tiếng nhạc quê nhà, diệu diệu Phật thầy vĩ kiên họ Lương. Pháp truyền chánh đạo dẫn đường hồi hương, ngàn ngàn muôn gian khổ đoạn trường, giải thoát trần gian, đời đời sống cảnh bình an thiên đàng. Bây giờ đưa đạo vào đời để mà nhắc khuyến tu, quý thương mới bảo mình ngu, giúp mình thức tỉnh mây mù tiêu tan, bỏ đi tánh ý ngang tàn, lo tu lo tiếng tìm đàn đi thầy tựa sấm vang rền. Ơn thầy xây đắp dựng nền từ bi, đêm ngày niệm Phật lo thi. Việc gì cũng qua, càng thiền càng rực ánh quang.
dừng say, lời thầy ý nhẹ hơn mây. Xuyên qua giọng hát ngất ngây tâm hồn, nhạc đờn dẹp xóa ác ôn, thanh thanh dịu dịu dục hồn mở tâm, nghe đờn nghe hát tâm suy. Tại sao nghệ sĩ lại đi vào thiền, nghệ sĩ đâu điên, nghệ sĩ kẻ hái ra tiền. Bạn ơi, nghệ sĩ lão luyện tình đời, bây giờ thức tỉnh nghe lời Phật tiên, bây giờ đã biết tham thiền. Mà tâm chẳng siêu vào thiền, tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai. Cho nên nghệ sĩ
lực xưa nay sắc tuy có đó ngày mai mất rồi vô trong bể khổ trần đời thương lầm cứ tưởng là nơi thiên đường sở trường thủ đoạn gạt lường xoay quanh danh lợi chẳng nhường một ai đừng mê sắc dục tiền tài để ngày mai chịu đọa đày tâm thân nghiệp luôn bám sát theo chân dương dương mà chân chân rất gần không xa lấy tâm đạo sống thật thà mình luôn đối xử vị tha với người xây cho có được cuộc đời nên toàn hạnh đức vậy thời mới ngoan đạo là phương tiện dân đàn đức luôn hỗ trợ dược an tu trình nhớ tu thì phải sửa mình dính đừng để chống kình một ai dừng xây hạnh đức hôm nay lập công bồi đức từng giờ hạnh tu nhẫn nhục để chờ qua thi tự tu tự tiên chớ trì mình không tự bước ai đi cho mình tiến vào lãnh vực tâm linh tu sao trí sáng tâm minh vui hòa vô vi đạo mở kỳ ba dần nghiệp tâm công phu luyện đạo chuyên cần tu tâm mới gần mẹ cha vì vô tiếng nhạc quê nhà diệu diệu Phật thầy vĩ kiên họ Lương pháp truyền chánh đạo dẫn đường hồi hướng ngàn ngàn muôn gian khổ đoạn trường quy năng
trần gian, đời đời sống cảnh bình an thiên đàng. Bây giờ đưa đạo vào đời thức tỉnh mây mù tiêu tan, bỏ đi tánh ý ngang tàn, lo tu lo tiếng tìm đàn đi lên, công thầy tựa sấm vang rền, từ bi đêm ngày niệm Phật lo thi. Đêm ngày thiền giác việc gì cũng qua, càng thiền càng rực ánh quá, điển quang thanh nhẹ băng qua tình đời, tâm linh dù chưa tuyệt vời nhưng hồn thanh nhẹ mở lời từ bi, làm thơ tự khắc tự ghi lần lần. Thời gian đã tới lúc cần để cho nghệ sĩ góp phần dừng xây, lời thầy ý nhẹ hơn mây. Đờn dẹp xóa ác ôn, thanh thanh dịu dịu dục hồn mở tâm, nghe đờn nghe hát tâm suy, tại sao nghệ sĩ lại đi vào thiền, nghệ sĩ đâu người điên, nghệ sĩ kẻ hái ra tiền bạn ơi, nghệ sĩ lão luyện tình đời, bây giờ thức tỉnh nghe lời Phật tiên, bây giờ đã mà tâm chẳng siêu, vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán
thành tự mình tiến tu. Vô thiền nhớ gắn công tu, di diệu Phật pháp ngàn thu cứu đời. Trụ sanh hoại diệt người ơi, trường thủ đoạn gạt lường, xoay quanh danh lợi chẳng nhường một ai. Đừng mê sắc dục tiền tài, để ngày mai chịu đọa đày tâm thân. Nghiệp luôn mình luôn đối xử vị tha với người, xây cho có được cuộc đời nên toàn hạnh đức, vậy thời mới ngoan. Đạo là phương tiện dẫn đàn đức luôn hỗ trợ vượt an tu trình. Nhớ tu thì phải sửa mình, dính đừng để chống kình một ai. Dừng xây hành đức hôm nay, từng giờ hạnh tu nhẫn nhục để chờ qua thi. Tự tu tự tiên chớ trì, mình không tự bước ai đi cho mình. Tiến vào lãnh vực dần.
bậc thầy vì kiên họ lương. Pháp truyền chánh đạo dẫn đường hồi hướng, ngàn ngàn muôn gian khổ đoạn trường.
siêu vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai, cho nên nghệ sĩ trổ tài đem tài ca hát triển khai tâm hồn, tâm ai cảm thấy bồn chồn nghe qua giọng hát mở hồn, thức tâm lo tranh lỗi lầm, lỗi lầm xóa bỏ đi lần về quê, thức tâm thì nhớ lời thề cùng người nghệ sĩ lo về đạo là phương tiện dẫn đạo.
đức luôn hỗ trợ dược an tu trình. Nhớ tu thì phải sửa mình, dính đừng để chống kình một ai. Dừng xây hành đức hôm nay, công phu tinh tấn ngày mai sẽ nhờ lập công bồi đức từng giờ. Hành tu nhẫn nhục để chờ qua thi, tự tu tự tiên chớ trì. Mình không tự bước ai đi cho mình, tiến vào lãnh vực tâm linh. Đạo mở kỳ ba, thiên là ngưỡng cửa bước qua khổ trần. Nhớ là ta có xác thân gắn mài cùng vua mòn dần nghiệp tâm, công phu luyện đạo chuyên cần tu tâm. Tu tâm mới gần mẹ cha, vì vô tiếng nhạc quê nhà diệu diệu. Phật thầy vị kiên họ Lương, pháp truyền chánh đạo dẫn đường hồi hương. Ngàn ngàn muôn gian khổ đoạn trường, giải thoát trần gian. Đời đời sống cảnh bình an thiên đàng, bây giờ đưa đạo vào đời để mà nhắc khuyến tu. Quý thương mới bảo mình ngu, giúp mình thức tỉnh mây mù tiêu tan. Bỏ đi tánh ý ngang tàn, lo tu lo tiếng tìm đàn đi thầy tựa sấm vang rền. Ơn thầy xây đắp dựng nền từ bi, đêm ngày niệm Phật lo thi. Việc gì cũng qua, càng thiên càng rực ánh quang điển quang.
tự khắc tự ghi, giúp cho giảm bớt sân si lần lần. Thời gian đã tới lúc cần để cho nghệ sĩ góp phần dừng say, lời thầy ý nhẹ hơn mây. Xuyên qua giọng hát ngất ngây tâm hồn, nhạc đờn dẹp xóa ác ôn, thanh thanh diệu diệu dục hồn mở tâm, nghe đờn nghe hát tâm suy. Tại sao nghệ sĩ lại đi vào thiền? Nghệ sĩ đâu phải người điên, nghệ sĩ kẻ hái ra tiền. Bạn ơi, nghệ sĩ lão luyện tình đời, bây giờ thức tỉnh nghe lời Phật tiên. Bây giờ đã biết tham thiền, cho nên góp sức giải phiền. Giúp vui là để rèn trôi ở mà tâm chẳng siêu. Vào thiền tâm thức biết nhiều điều hơn, vào thiền tự giải cô đơn, vào thiền thoải mái chẳng hờn quán ai. Cho nên nghệ sĩ you